Ngày hôm nay thì các khu phố đèn đỏ của Thái Lan đã mở cửa trở lại sau hơn 10 ngày quốc tang đức vua Phumifol Adulyadej, và cũng giống như hàng triệu người dân Thái Lan khác, để tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính đối với nhà vua quá cố, những cô gái hành nghề ở đây cũng đã mặc đồng phục màu đen. Những hình ảnh mà phóng viên ghi lại cho thấy là những người hành nghề tại các khu phố đèn đỏ ở Thái Lan đều đồng loạt mặc váy màu đen, đi giày đen, có người còn đi găng tay đen thay vì mặc những bộ bikini sặc sỡ như thường thấy. Cùng lúc là có nhiều quán bar, câu lạc bộ ở thủ đô Bangkok cũng đã mở cửa trở lại, nhưng ánh đèn không được bật quá lớn như trước, nhạc cũng không được quá to và các hoạt động nhảy múa chỉ được diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Cảnh sát, quân đội tuần tra trong khu vực yêu cầu đóng cửa sớm vào lúc 12 giờ thay vì 2 hoặc 3 giờ sáng như trước. Hiện tại, Bộ Thương mại Thái Lan đang thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất nhiều quần áo tối màu để phục vụ nhu cầu cho người dân. Bên cạnh đó, thì Bộ này cho biết là tất cả các đối tượng có ý định lợi dụng thời điểm này để đầu cơ và tăng giá trang phục màu đen thì sẽ bị xử phạt.